Thì sự xuất hiện của Si Minh Tuệ cũng đã gần mấy tháng nay rồi, thì có thời gian ngắt quãng. Bây giờ thời gian này là Si Minh Tuệ bắt đầu thi hành khất lại, nhưng mà Si Minh Tuệ được bảo hộ khi mà mình thi hành khất xong đó là được ở trong một cái khuôn viên được bảo hộ để mà mình tu tập, để không bị làm phiền với anh, để mà mình đi cho nó an toàn và không bị quấy phá, và để cho hạn chế những cái người mà muốn lợi dụng hình ảnh của thầy á, để mà để thầy tu tập được yên ắng và được bình an đó. Thì Sư Minh Tuệ đã ở trong một khuôn viên, thì bây giờ đó là cái sự xuất hiện được bảo vệ bởi thứ nhất là nhà nước, thứ hai là của chư thiên. Thì nói chung đó là sự xuất hiện để mình tạm gọi là nền chấn hưng Phật giáo của Việt Nam, để quay về con đường trung đạo là không á, thứ nhất là không có mà bỏ phế thân xác của mình, và cái thứ hai nữa là mình không có phải mà cúng dường các chùa các chiền như mọi khi, mà mọi người phải biết quay về chính mình để mà tự tu tập lấy. Tại vì cái hiện trạng của Si Minh Tuệ xuất hiện ra bây giờ như chùa chiền rất là vắng bóng, không còn nhiều như lúc trước, tại vì họ đã giác ngộ được một phần nào đó. Tại vì mình cúng dường mà không đúng chỗ là mình không được phước đó. Thì sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ gần đây nhất là rất mọi người đứng chờ mà xếp hàng đó, để mà mong được Sư Minh Tuệ chạm tay đến những cái phần đồ ăn thức uống có sẵn trên bàn đó, chỉ mong là Sư Minh Tuệ chạm tay đến lấy cái phần đó để ăn thôi. Nhưng mà người nào hữu duyên lắm Sư Minh Tuệ mới lấy phần ăn đó. Thì nói chung là phước đó mình có rồi đó, mình đi đến đâu cũng không bao giờ sợ đói, đúng không anh? Còn mà mình không có phước đó, mình mong cầu thì vô ích. Thì đó là cái sự trước mắt mình thấy phước đức của Sư Minh Tuệ bây giờ nó đã rất là nhiều. Mọi người đến từ sáng sớm á, những người mà đi xe hơi đó anh, chắc hàng 5-6 cây số chỉ để mong gặp Sư Minh Tuệ. Và những người ở nước ngoài về đó, họ chỉ mong gặp Sư Minh Tuệ nhưng mà họ hầu như không gặp được, tại vì thầy được bảo hộ ở một cái khu cách ly, để thầy được ở trong một cái khuôn viên tu tập cho nó bình an. Và thứ nhất là được bình an cho thầy và bình an cho mọi người, để mọi người ai cũng ai yêu mến Sư Minh Tuệ luôn được theo dõi Sư Minh Tuệ mỗi ngày, và không bị làm phiền bởi những cái người mà lợi dụng hình ảnh của thầy. Thì sự xuất hiện của thầy thì anh hỏi là tháng 7 là có như thế nào đó thì em cũng chưa biết, tại vì tính đâu mình tính tới đó, mình không nói chuyện xa vời, mình cứ nói hiện tại. Sự xuất hiện của Sư Minh Tuệ làm cho rất nhiều người dân yêu mến và ủng hộ, làm cho mọi người thức tỉnh là tự biết tu tập tại nhà mà không cần phải đến thực hiện. Đó là hình ảnh của Sư Minh Tuệ, sự hưởng ứng là như vậy, chứ còn nói xa hơn mình không biết được, nên mình không có nói chuyện xa về. Nam mô A Di Đà Phật. Nhắc lại cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ và nhắc lại những cái câu chuyện của những cái ngôi chùa, thì theo như sư tự cái sự hiểu biết của sư tự, thì nếu mà không có ai đến cúng dường của những cái nhà chùa, thì những cái nhà sư ở trong chùa đó thì có thể là họ có bị ảnh hưởng, họ có bị, có phải là bị đói hay không sư tự? À, ý anh nói là không ai cúng dường chùa chiền nữa, mà ta chỉ theo cái hưởng ứng phong trào của Sư Minh Tuệ là chùa có ai đói không phải anh? Có phải vậy không anh? Thì nói chung á là lúc trước Sư Minh Tuệ chưa xuất hiện á thì chùa chiền rất là phát triển, nhưng mà chưa có ai hiểu rõ bộ mặt ở trong nội bộ như thế nào. Nhưng mà khi Sư Minh Tuệ xuất hiện rồi á là mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, là bị tham nhũng hay là bị cái gì đó á, mọi người vỡ lẽ ra là hình như là đó, bao lâu hôm qua đó mình đầu tư chưa đúng chỗ, thế anh, là họ bị thất thất vọng về cái niềm tin của mình. Thì bây giờ chùa chiền hầu như vắng bóng, và sắp tới tiếp đây sẽ rất là nhiều người ta không tới chùa và không cúng dường nữa. Thì đâm ra cái nguồn kinh phí trong cái danh sách của họ đó, cái quỹ của họ sẽ bị hạn hẹp. Và anh hỏi có ảnh hưởng gì không, thì em xin trả lời là không. Tại vì cái nguồn tiền đó anh biết chỉ để làm gì không? Chỉ để củng cố, là để xây chùa to chùa đẹp thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến những tu tập mình hết. Mình tu tập á, thì đơn sơ nó mới hay, chứ giờ chùa to chùa đẹp chỉ ảnh hưởng cho cái sự du lịch phát triển của nhà nước thôi, chứ không ảnh hưởng tới sự tu tập. Khi mà người ta không cúng dường mình nữa đó, thì mình quay về bên trong mình hiểu dục. Thế vậy lúc đó mình ăn một ngày 3 buổi ha, bây giờ mình quay lại mình ăn một ngày 1 buổi vẫn được đó. Bắt đầu mình tu, bắt đầu quay về hồi xưa mình ăn hiểu dục lại. Hồi xưa mấy chục năm về trước tu rất là khổ chứ không phải sung sướng. Bây giờ Phật tử đem đồ ăn đến tại chỗ ha,
nói chung là họ nói chung rất là thoải mái, chứ không phải như bị không như hồi xưa mà từ thức ăn thức uống mọi thứ đều khó khăn và cực nhọc. Có thể họ ăn muối một người ta họ tu đó anh, có thể họ ốm mấy ký nếu mà không quen cái cơ địa của mình. Bây giờ thì nó không có vậy nữa, nhưng mà sắp tới đây con người ta sẽ không có cúng dường nữa mà quay về là tu tại gia đó. Tại bây giờ đó em biết không, thật sự ra mình tu á mình cũng có thể làm kinh tế được mà đó, nhưng mà tại sao mình không làm như vậy mà mình dành thời gian nhiều quá để cho cái những cái mà cái thời gian mình dụng tự là phi thời đó, mình ra tu mà mình không có nên sử dụng điện thoại nhiều quá, tu mình không nên nói chuyện phím nhiều quá. Mỗi người cần một góc thanh tịnh và tu tập Phật pháp để cho mọi người đó quay về bản thể chính mình và thanh và tự họ giải thoát, chứ tu mà mình đông quá để làm gì. Nếu chùa càng ít người tới thì càng thanh tịnh chứ có gì đâu anh, đúng không anh? Khi mà ai cũng đã hiểu được Phật pháp thì mình quay về chính mình, không cần phải cần tới lui chùa nhiều quá. Tại vì á mình tới lui chùa đó để mà mình mong cầu cái gì đó em cũng không hiểu. Khi mà tự bình an rồi mình ở nhà cũng bình an mà đâu cần phải đi chùa, đúng không anh? Thì nói chung á, khi mà các quý vị mà nghe em nói á, nếu mà quý vị cảm giác đồng tiền mình đầu tư ở đó giờ mà có thể sai chỗ, không đúng chỗ đó, thì mình tự lấy đồng tiền đó đó, mình đi tới những người nào mà mình thấy hoàn cảnh gần nhà mình đó, hoặc là ở đâu đó ngoài đường, chợt ngoài đường mình bắt giác đó, mình lấy tiền đó mình cho, thì nó được phước mà chính ngay mắt mình thấy. Còn chùa chiền nếu mà không phát triển cũng không sao cả, mình quay về chính mình tu, tu để giải thoát chứ không phải tu để phát triển. Tại vì mình đi càng đông, tiền càng nhiều, xây chùa càng to, chỉ đó là bộ mặt thôi, nhưng mà muốn đắc đạo phải quay về chính mình. Không nhất thiết chùa to, chùa bự, mà chỉ cần một ngôi chùa đơn sơ, không cần ai lui tới cũng được, mà tự người đó tự biết an lặng chính mình là được. Mô Di Đà Phật. Có một cái số vị mà cũng học pháp cũng rất là lâu năm, thì hỏi là hai cái từ là từ bi, thì theo như sư mụ suy nghĩ cái từ bi đó là như thế nào? Và có những cái người mà người ta tu khoảng 10 năm, 20 năm nhưng mà người ta cũng không được cái pháp, còn cái những người người ta tu chỉ 1, 2 năm thì người ta đã giác ngộ, thì mình phân tích những cái đó để cho những cái việc khán giả mới như thế này. Cái từ bi đó, nó nằm sâu bên trong có mỗi bản thể con người ai cũng có, nhưng mà tại sao có người họ còn cái sân nhiều, chứ mình không nói là không từ bi, chạm đáy con người mình là cái sự từ bi, nhưng mà cái người từ bi ít từ bi nhiều, chứ không có ai nói là không từ bi cả. Thì nói chung là anh biết sao không, tại vì mình nhìn mỗi người đó mình phải biết người đó từ góc độ nào, người đó là tiên xuống hay là người đó là chư thiên xuống, hay là người đó từ cội ngàn quỷ lên, hay người đó từ xuất sanh lên. Nên á, họ vẫn tu nha, mà nhà họ rất là sân si, chỉ là mình nói động một cái thôi hoặc là mình bắt lỗi một cái thôi họ đã rất là sân si rồi. Tại vì mình không hiểu, mình đâm ra mình giận họ sao mà họ tu lâu như vậy, hay là họ có thái độ gì đó nó khó thôi, thật sự không phải. Tại vì á, là mình biết họ từ quốc độ nào họ tái sanh lại chư thiên ngạ quỷ Atula hay là xuất sanh hay là chư thiên tiên xuống, nói chung đó là nhiều lắm. Nên mình nhìn các cư xử một người mình đoán biết là người đó ở đâu trở lại. Thì nói chung cái sự từ bi đó ai cũng có, nhưng mà chưa khai thác được hết thôi. Đó là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái như ông sư Minh Tại hiện nay ông đi thì có nhà người người ta cũng rất là tán thán, người ta nói là những cái vị mà coi như là người ta đã bắt đạo, người ta cũng muốn nói là nếu mà gặp ông sư Minh Tại là những mỗi hội này thì ta gặp người ta vừa gặp luôn loại luôn. Còn những cái người nói là ông sư Minh Tại này là ông đi tu tập trai, ông cho bản thân ổng, nếu mà mình đi mà mình lại vậy là mình có tội, theo như sư mượn nghĩ mình có như vậy là đúng hay sai? Em không đúng không sai nè, tại nếu mà sư Minh Tại á họ có một cái đức hạnh nào đó để mình ngưỡng mộ thì mình cũng xin đánh lễ, nếu mà mình thấy lại như vậy là không đúng thì mình xin chắp tay mình đánh lễ như vậy, chứ không cần phải lại. Tại vì gia đình mình còn hai bậc Phật sống nữa, đó là cha và mẹ, không nhất thiết là sư Minh Tại. Thì sư Minh Tại đắc đạo cũng chỉ là sư Minh Tại thôi, quan trọng là chính bản thân quý vị có an lạc hay không. Nói chung quý vị càng chạy theo sư Minh Tại có nghĩa là quý vị càng trong thâm tâm quý vị còn đậm, chừng nào quý vị không tìm đến sư Minh Tại tự bình an, gia đình quý vị tự an lạc, không cần phải chạy theo hay hết, là quý vị đã giác ngộ rồi. Giác ngộ về bản thể quý vị có nghĩa là tự quý vị làm cho quý vị an vui. Chứ bây giờ sư Minh Tại có đắc đạo thành quả Phật đi chăng nữa, mà sư Minh Tại đâu có thể làm mình bình an được, chính thân mình bình an nè anh. Vui hay không, buồn hay không là do chính mình, nó là như vậy. Còn cái sự đánh lễ, nếu mà sư Minh Tại đắc đạo thì cái đánh lễ đó là phước báo vô cùng, khi mình kính trọng một người tu mà chưa bằng chân thật. Còn mà nếu mà mình đánh lễ sai thì mình cũng không tội gì cả. Nói chung cái tội cho nữa là tội là cái trí tuệ ta không được sáng, là mình nhận sai người, chứ không có gì hết. Thì cái gì sai thì mình làm lại thôi, chứ đâu có gì đâu anh.
nó là vậy đúng không? Chứ nhưng mà nếu mà người đó mà Phật sống trước mặt mình cũng nguyện mình lại một lại để mà mình cảm nhận, mình cảm ơn cái sự hy sinh cuộc đời của họ cho dân chúng, họ không vì một cái lợi ích riêng của họ, họ hy sinh bản thân họ để mà cho mọi người cảnh tỉnh như vậy thì cũng đáng để mà nhận một lại. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện nay đó thì ở chùa và những cái nơi trang nghiêm người ta cũng không tu, thì các Phật tử mà muốn tu tại gia thì có năm giới giới luật, thì theo như sư phụ là hiểu về cái đó như thế nào và cái nào là quan trọng nhất để dạ thì theo Phật tử tại gia đúng không anh, là có năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Thì trong năm giới đó anh biết cái giới gì quan trọng nhất không? Giới sát sanh. Tại vì sao cái ngày nay đó hiện trạng đó, là các bạn nữ giới nè phá thai rất là nhiều đó, mà khi cái vong linh đó họ đáng lẽ họ đến lúc họ phải đầu thai mà mình phá thai gì đó, họ xin cái niềm uất ức, họ bám lấy mình và họ có thể là họ làm cho mình bệnh không tìm ra nguyên do, gia đình lục đục ha, rồi có thể là sự nghiệp làm ăn của mình là phá sản không còn gì hết. Nếu mà đó là cái vong linh á, nó mắc nợ mình thì á nó không phá, nó dẫn đau khi mà mình phá thai nó đi theo dẫn độ mình. Ví dụ kiếp trước anh và cái vong linh đó mắc nợ nhau một cái ân nợ tình nghĩa gì đó, mặc dù anh phá nó không sinh ra được làm người, nó vẫn đi theo âm thầm cò chợ anh là 20 năm, nó mắc nợ anh 20 năm thì nó trả anh đúng 20 năm rồi nó đi. Còn cái vong linh đó là quan gia cái chủ của anh phá nó sẽ theo nó quấy phá anh không còn gì hết, có thể là công việc suy sụp, mọi thứ bị ắt chắc, có thể là bị nhức đầu chóng mặt hoài nè, hai bên vai mình bị nhức ha, là có thể là về là hai vợ chồng cứ cự cãi hoài, nên cái tội sát sinh ngày nay rất là nặng. Nhưng mà các thằng nữ giới lúc nào cũng bị phạm nhiều, mình không nói đúng hay sai hay đây, nhưng mà cái gì như vậy á, mình có phải có dùng cái gì đó để mà nó ngừa cho nó hay hơn. Tại bây giờ á, là xã hội phát triển rồi, đừng có để nó phạm tội sát sanh, tội sát sanh nó rất là nặng. Tại vì á mình cái đó giống như mình tội giết người vậy đó, mà mình giết người còn nhỏ, nó chưa có sự phản kháng đó. Thì đâm ra trong cái pháp luật nhà nước thì nó không có gì hết, nhưng mà trong cái lương tâm của mình đã gây một cái tội rồi. Quý vị cũng phải cân nhắc cái chuyện này, tại vì cuộc sống của em đó anh, em thấy nhiều cái bé phá, nghĩa là cha mẹ nó có thể là ly dị luôn, hoặc là những cái bé mà độ á có thể là mặc ăn lên nhà lên cửa luôn. Rồi có những bé là nó quậy cho bệnh, hoặc là nếu anh biết giờ anh phá xong rồi anh đẻ một bé đó phải không, anh thương bé đó nhiều hơn, mà bé này nó ganh tị, nó có thể xô bé đó té một bệnh hoài nữa, nó ảnh hưởng nhiều thứ trong cuộc sống lắm, nên quý vị phải cân nhắc trong cái việc này ha. Nam mô A Di Đà Phật. Theo như sư mụ á, thì những cái vong linh đó với những cái con người mình thì cái nào là tu tập tốt hơn, và cái thứ hai là giống như có những cái lời khuyên cho những cái vong linh đó, giống như là ở đi về những cái nơi để cho nó tu tập, thì mụ chia sẻ luôn cho khán giả. Em hiểu ý anh hỏi là giữa vong linh và người là ai tu tập dễ hơn đúng không anh? Đúng rồi. Thì nói chung gì nè, nó có hai khía cạnh. Có những cái dân á, họ sống xong họ làm việc ác, xong rồi họ dắt dơ dắt dưỡng, họ không có xuống địa ngục, tại vì nó nằm ngoài sổ bộ, tại vì chưa chúng này giờ nằm ngoài sổ bộ, họ dắt dơ dắt dưỡng, họ rất là đau khổ, họ trải qua những cái đau khổ của trần gian rồi, họ rất là dễ tu. Mình khuyên một cái là họ giác ngộ liền, tại họ từng trải qua đau khổ, không có cơm ăn và không có nơi nương tựa, phải đi vô nhà người ta lục những bữa cơm nguội còn dư lại đó anh, hoặc là đi giật giành với nhau để có được bữa ăn, họ rất là khổ, nên có thể mình khuyên một cái là họ được tu. Nhưng có những người chấp mê bắt ngộ những cái vong linh đó là quan gia trái chủ nợ mình đòi mình, có nghĩa là có thể là họ muốn mình chết họ phải thôi, chứ không có phải là khuyên cũng vẫn không đi tu nha, khuyên cũng không đi tu, đó là do tùy mỗi cái vong linh. Có những vong linh là họ đau họ ngộ cái mình khuyên họ tỉnh liền, có những vong linh đó có thể là mình phải dùng cái bạo lực họ mới xuất ra, và họ có thể có những người thầy đó anh bắt nhốt bỏ vô hũ, nhưng mà anh biết sao không, mình đã can thiệp vô cái nhân quả của họ rồi, đáng lẽ người này phạt người này là phải phá người này, nhưng mình là người can thiệp vô, mình là người can thiệp vô, thì anh có bắt nhốt hay gì đó một ngày nào đó cái thần lực của mình yếu á, họ xuất gia rồi họ sẽ báo thù lại mình. Bởi vì sao thầy bà hay bị bệnh hậu vậy, sao vậy á, các vong linh đó họ ra được rồi một thời gian họ quay lại báo thù, nên cái gì cũng vậy, mình phải dùng cái tình thương bằng sự từ bi bằng trí tuệ bằng Phật pháp. Anh biết là mình khuyên vong linh là với người mình tu là khuyên bằng cách nào không anh? Cái đó thì tôi chia sẻ lên cho tất cả khán giả lên
thì tất cả các pháp trên thế gian này á, mình lấy kinh Phật ra, có nghĩa là mình khuyên vong linh, dạy người đời, dạy chư thiên, dạy các bậc đi, thì chỉ lấy pháp Phật ra thôi. Pháp Phật là để lại chân lý cho mình, để mình nương theo đó mà dạy dỗ các vong linh đó. Thì bất cứ ai cũng vậy, pháp Phật đã để lại rồi, trong đó có sẵn rồi, chúng ta phải cọc và nương tựa, nó là như vậy thôi. Dù cho chúng ta có thể giỏi như thế nào cũng phải nằm trong cái khuôn ghi đó là kinh Phật để lại, nó là như vậy, mình không thể nào vượt ra được đó. Đó là những lời đạo đức và những lời chân thật để mình đến cái con đường giải thoát. Nam mô Di Đà Phật. Rất là tốt, những người chúng như người ta giúp đỡ tất cả hàng xóm, rồi nói chung ra là đám lễ này kia người ta đều đi, nhưng mà trong cái việc tu tập của người ta thì cũng rất là tốt luôn, nhưng mà một thời gian thì lại gặp những cái dạng giống như là dạng kêu mình dạng rủi đó, không có may thì cuộc sống người ta thì gặp rất là nhiều bất bên, giống như làm ăn hoài nó không có khác. Thì nay mong mụi chia sẻ cái này để mọi người nghe là biết thay đổi. Ý anh hỏi là cái người sao mà tu tập tinh tấn, sống rất là tốt mà sao cuộc đời nó cứ lao đao lận đận, đúng không? Đúng, chính xác. Thì nói chung là em xin chia sẻ câu chuyện này mà em lâu lắm rồi, nhưng mà mấy năm rồi em chưa có nhớ, nhưng em kể trong cái nội dung cốt truyện nó đại khái vậy thôi chứ không chính xác lắm nha. Có nghĩa là cậu này á, là tay chân cũng không được lành lặn, nói chung là con người nó không có được lành lặn thôi chứ không phải là cùi. Nhưng mà cậu này đi ở dưới xuồng á mười mấy năm, làm thuê cho người ta không có nhà, xong ở thêm mười mấy năm gom được một số tiền ít ỏi của mình, rồi đi tính đi về nhà đó, là cắt một cái ngôi nhà về quê hương của mình đó, cắt một cái ngôi nhà nhỏ chạy hồi đó giờ ở dưới xuồng. Thì đêm đó đó anh đi về tối rồi, cái lên một trong một cái ngôi chùa mà ngôi chùa đó bị dột, anh vô anh kiếm hoài không thấy ai, anh đích xin cũng nhờ thôi, anh mệt quá anh nằm ngủ luôn. Thì nửa đêm anh ngủ luôn á, sáng sớm anh mới nghe là khoảng 4-5 giờ sáng anh mới nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, anh mới ngồi dậy anh mới thấy là ông thầy chùa sư đó tụng kinh xong, cái hai người mới tâm sự nhau sao chùa này khổ không ai cúng dường mà nó bị dột nát hết đó. Thì ông mới nói thôi bao nhiêu năm nay con làm mướn có dành dụm được bao nhiêu đây nè con gửi thầy. Thì ông thầy nói chúng tới chúng lui thiếu đây cũng còn thiếu chứ không có đủ ha. Rồi ông tính về ông sửa sang gì đó mà có cuộc ông đâu có nhà cửa, ông tính xây cái nhà trong miếng đất quê hương của ông. Rồi có cuộc ông nghe ông thầy nói vậy ông buộc lòng móc ra hết cái tiền cái túi ông. Rồi ông thầy ông nói còn thiếu gì ông xin nguyện là mướn 3 năm nữa để trả nợ. À cái ông lại ông chủ cũ của ông hồi xưa đó, ông xin thêm 3 năm nữa lấy một số tiền đưa cho ông thầy đó cho đủ cái số tiền mà xây sửa cái chùa lại. Thì anh biết sao không, một thời gian sau ông sư nói ông đi đâu sau này ông về đây tôi nuôi ông ha. Cái thời gian làm thêm 3 năm nữa xong cái gì ở chung với sư. Rồi cái lúc đó cũng lớn tuổi rồi, cái lúc đó bệnh ở thời gian cái bệnh cái đi ra cái nhà vệ sinh đó, lúc đó bữa đó bệnh đi ra vệ sinh rồi chưa cái hầm cá đó anh đi không được như mình bây giờ đó, cái bị té chết dưới sông xong cái ông sư ổng đau lòng quá, mới ông mày tốt như vậy mà sao mà chết như vậy, ổng đau lòng quá ổng không chịu được. Ông ghi cái chữ hình như là em không nhớ, không đành là ghi chữ minh hay ghi chữ công bằng gì đó trên cái chén hay dưới rồi là bằng chân gì em nhớ không rõ. Cái mới chôn ông này, chôn xong anh biết gì không, bởi trời đánh nổi cái mộ lên luôn. Xong rồi ông này ổng đau lòng, ổng tức tối trong lòng, sao mà cái người này mà xấu tiếp tốt quá như vậy mà sao lại như vậy đó. Cái một thời gian lâu sau đó vậy, ông vua ổng sinh một đứa con mà đứa con đó, nó cứ khóc hoài nó không chịu nín ha. Cái nhà vua ban ra lệnh ban thưởng, nếu mà ai làm cho con ổng hết khóc đó ổng sẽ trọng thưởng một phần tiền rất là lớn. Hình như tất cả pháp sư tất cả các thầy đồ này nọ đều không có làm được điều đó. Thì có người báo mộng với ông sư này nè là ông này đã tái sanh làm thái tử rồi, kêu đến ngay chỗ đó đó. Cái ông này ông thấy gì đó ông mới đến cái chỗ đó, cái cung điện đó, mới vô gặp ông đứa bé này nè. Ông trên tay nhìn lại, hồi xưa ông có ghi cái chữ đó, em không nhớ rõ là lòng bằng chân hay là cái chén, nghĩa là chữ minh hay gì đó. Thì ra tá quả là người này đó chuyển kiếp thành thái tử. Ông mới ngộ ra, thì ra là trên đời này có sự công bằng chứ không có bất công. Nếu mà người này không biết tu, không biết làm phước thì phải trải qua vừa kiếp ở đợ nè, vừa kiếp chết xong nè, vừa kiếp trên nước nè, vừa kiếp bị trời đánh nữa. Nên vừa này biết tu nên rút ngắn lại, đó là như vậy, đó là sự nhồi quả cho mình rút ngắn lại cái đoạn đời đau khổ của mình chứ không có gì hết. Nếu mà người nào mà đang tu rất là tinh tấn mà đau khổ thì do là mình đang trả quả của những kiếp trước á, nên quý vị cũng đừng có buồn, đó là mình rút ngắn lại con đường đau khổ của mình thôi. Thì quý vị cũng quan hệ cũng đừng có trách số phận, tại do mình không nhìn thấu nhân quả.
như mình thấu rồi là mình không có gì để mà đau buồn hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thì có một số khán giả thì gửi về chương trình nói là ông sư Linh Tệ là ổng là Phật sống, thì hiện nay là trên mạng thì nhà nào ở trên ra mở lên cũng thấy clip của sư Linh Tệ, thì đây có phải là cái hiện tượng mạng không sư mô? Thì đúng rồi anh, cái đó là hiện tượng mạng á, nhưng mà hiện tượng mạng nó có hai loại là tốt hay xấu. Nếu mà điều đó tốt á, thì mình nên hưởng ứng, điều đó xấu thì mình nên loại trừ. Nếu mà quý vị cứ đeo bám sư Minh Tệ hoài thì sư Minh Tệ rất là phiền não, mình lợi dụng hình ảnh sư Minh Tệ để mình kiếm tiền rất là phiền não cho sư, và mình cũng là người có tội. Mình nên đưa những hình ảnh tốt đẹp về thầy, đừng nên mà mình dẫn dắt mà mình lấy kinh sách mình gắn vô như vậy. Mặc dù kinh sách á là đúng chứ không sai, nhưng mà có những cái nó nằm ngoài kinh sách nữa. Tại vì những gì mình biết nó như nấm lá vậy á, những gì mình không biết nó như cái đống cả khu rừng vậy đó. Thì anh có đọc 100.000 cuốn sách đi chăng nữa, nhưng mà anh không hành được thì cũng là như không. Thầy Minh Tệ có thể là không thông Phật Pháp như những gì các sư mong muốn, nhưng mà thầy Minh Tệ đã thực hành được cái buông bỏ, buông được cái bản ngã của mình và bỏ được cái dục của mình là cái gì. Ăn một ngày một buổi, mặc đồ chỉ có mặc một bộ, khi nào xong mới gần xong chuẩn bị mới mai thêm bộ nữa và ngủ nghĩa địa, ngủ ngồi. Thì sư Minh Tệ đã buông được. Mà trong các sư có thể là rành kinh sách, nói chuyện mồng một, nói cái gì cũng trả lời được, nhưng mà lúc mà thực hành thì không làm được. Tu là quan trọng ở chỗ hành chứ không phải chỗ nói. Đó là như vậy. Thì sư Minh Tệ không nói gì cả mà đã lộ rất nhiều. Nếu mà còn nói nữa thì không biết sự ảnh hưởng như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật. Sẵn đây có một cái vị khán giả hỏi là có những cái người mà người ta lại chê sư Minh Tệ, thì theo như mụi nghĩ là nếu mà chê như vậy thì cái người đó có bị nghiệp không, và cái gia đình của người ta có bị ảnh hưởng gì không? Nói chung ai ăn lấy no, ai tu hành lấy đắc ha. Thì cái người đó chê, nếu mà sư Minh Tệ đắc đạo mà mình chê bậc thánh là mình có tội, còn cái gia đình người đó là gia đình người đó. Nhưng mà trong Phật có nói á, mình mà chê một người xuất gia đó là tội mình rất là nặng, có thể đọa vào địa ngục. Tại vì mình không biết cái người như thế nào, nếu mà đúng hay sai thì mình cũng có tội. Tại anh Lâm biết không, không có tà sư, không có ma sư thì ai truyền chánh pháp cho mình? Có thể là họ không thực hành nhưng mà họ hụt lý thuyết. Không có những ma sư rồi lấy gì Phật, đạo Phật cứ lan truyền tới mãi như bây giờ. Dù cho ngàn năm sau các ma sư tà sư vẫn còn tồn tại trên mặt đất này, thì mình cũng phải nên kính trọng họ. Họ cũng hy sinh cuộc đời của họ đó để mà học hỏi. Chứ như mình giờ mà kêu vô trường vô lớp ngồi học kinh điển, học có hút nổi đâu, đúng không anh? Nên nếu mà ai sai thì thôi, mình cũng đừng có nên phê phán nhiều quá, cũng mang cái nghiệp. Tại vì họ cũng đã hy sinh cuộc đời của họ rồi, bây giờ mình kêu mình lên giảng pháp nói pháp gì mình cũng nói không được đâu. Nhưng mà anh biết tại sao không? Một thời gian mà khi mình có tất cả trong tay đó, đâm ra mình ngạo mạn. Chứ thật sự các vị mà em theo dõi một thời gian, hình như các thầy rất là hay chứ không phải giỡn, nhưng mà thời gian sau làm như là bị đồng tiền, bị sự ngã mạn đó, nên nó không còn hay như lúc trước. Chứ hồi xưa cũng gọi là đáng nể đáng kính. Quý vị muốn tu á, hành đắc quả đó, thật sự ra nó bí quyết nó dễ lắm. Anh biết vụ gì không? Mình phải dễ thương nhất có thể, khiêm tốn nhất có thể, và từ bi nhất có thể. Không quán trách, không chê bai người, kể cả người xấu xa, kể cả những người ăn nhậu be bét không làm gì ích cho xã hội, mình cũng phải tôn trọng họ. Vì tất cả họ đều có chủng tử có thể thành Phật. Nên nếu mình đặt cái tâm mình khinh chê họ, mình đã ngã mạng. Mà khi mình ngã mạng rồi là mình không có chủng tử để làm Phật. Nó là như vậy thôi. Thật sự ra các sư có một thời gian bị rớt là do bị cái ngã mạng. Chứ nếu mình buông xuống rồi là các thầy gấp hay. Tại vì khi đồng tiền đó là cái gì, cái sự thử đó thôi. Tại vì không phải riêng một các chị rớt đâu, ai cũng rớt nhiều lắm, không phải rớt cái gì hết. Tại vì nếu mà cái danh lệ tình không nằm trong ba khoảng đó thì đâu có, nếu mà không nằm trong ba khoảng đó thì đâu có nằm trong cái khuôn khổ của ma dương vô xuống đâu anh. Nó là như vậy thôi. Thật sự ra đó là họ cũng làm đúng nhiệm vụ của mình. Thì quý vị cũng cảm ơn các thầy, nhiệm vụ không đúng đi thì mình cũng phải tự tu. Từ đây sao mình không tốn tiền nữa, đúng không? Thế mình sống cho nó khỏe, đâu cần phải ngưỡng mộ ai đâu, tự mình ngưỡng mộ chính mình đi. Tại vì mình cũng là những người có thể thành Phật mà, thì sao mình cứ đi ngưỡng mộ người khác hoài, đúng không anh? Thế là như vậy. Thì quý vị, tôi mong quý vị một ngày nào đó tự quý vị thấy an lạc thì không cần phải tìm đến ai cả. Tại vì tất cả các phương pháp đó, Vinh Lâm, chỉ đưa mình đến con đường bình an thôi. Đó là phương pháp để đưa mình đến bình an. Mà mình không bình an được thì mình đi đâu cũng chỉ là không bình an thôi. Nó là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì có một cái khán giả gửi về chương trình đó, thì cái này câu hỏi này là nói chung ra cô bác anh chị cố gắng mà tập trung nghe. Thì theo như sư muội cho biết, cái phần thiện á, thì người không có nhập sát, thì không có nhập sát, chỉ
để tá điểm thôi, còn cái phần âm á, cái phần xấu á, thì cái phần âm mới nhập vô. Thì mình mong mình giải thích cái câu hỏi này là lý do vì sao mà cái người tốt thì được nhận những cái ân điển ở trên xuống á. Không, mình không nói là nhập, tại vì nó có nhiều cái lắm. Thượng Đế thì không có nhập, nhưng mà dùng chiếc khăn của ngài trợ điển xuống. Mẹ Du Trì dùng chiếc khăn của ngài của người đó phóng điển xuống. Và từ thánh tiên rồi đó cũng có thể nhập thể, nhưng mà nhập thể trong cái một chiếc khăn chứ không phải là chọn xác. Nếu mà nhập thể trong cái chọn xác á, có thể là mình xuất ra mình xỉu á. Cái thần lực người ta mạnh đến vậy. Còn những trường hợp mà kêu bằng là bị nhập nhạp á, mà do không đúng nơi đúng chỗ đó, thì cũng do là mình không tu tập. Tại vì quý vị không, quý vị nói là còn thiếu một cái giới. Đây là cái đó, là nếu mà mình nói về những cái bậc thần tiên á, những chiếc thân của ngài mà trợ nguyên thân xuống á, có thể là sức mình không chịu nổi, cái từ trường người ta mạnh có thể mình xỉu luôn á, sức ra là mình xỉu. Còn về mà nếu mà nói người thiện á, người thiện nhưng mà người ta có căn, mà người ta lúc đầu người ta cũng phải nhập chứ. Nhưng thời gian sau mình tu tập thì không có ai nhập mình được, tại vì mình có cái định lực, có thần lực của mình rồi. Người ta chỉ cho mình cái giác quan. À, em nói hôm bữa em nói sai cái ý này một ý này, em xin lỗi quý vị, em đính chính lại là cho mình giác quan là mắt mình thấy được người đó, cảm giác người đó như thế nào, cái tai mình nghe được và ứng vô khẩu, và cái da tai mình nổi da gà lên để cho mình biết. Và một cái nữa là cái thức, em nói là lộn, mà cái thức chứ không phải cái tỷ, cái thức không phải là mình nằm trên bao thấy, nó là như vậy. Thật sự ra người thiện người ác gì cũng có thể nhập được hết trơn đó quý vị, nhưng mà thời gian mình tu tập, mình định lực mình rồi là không có ai nhập được nữa. Nhưng mà có một số trường hợp đặc biệt là cũng có nhập nha, nếu là các vị mà chiếc thân là nguyên xuống là mình có thể là xỉu luôn á. Tại vì cái đó là giới thứ ba, tại vì người đó cũng chưa vô sâu chứ không xảy ra. Tại vì biết sao không, cái đó là để cái hình thức cho mình tin vào nó. Chứ đúng ra đó, hồi xưa đó là nếu mà nhập để mà người ta tin tưởng đó là ngồi bằng trong và xuyên quai, để cho mình tạo cái niềm tin, chứ thật sự là có thể vô một cách nhẹ nhàng nữa, chứ không phải nhất thiết mà ngồi bằng trong, xuyên quai và đi lên thang. Có nhiều cách lắm, chứ đó là cái cách để cho, nếu mà không như vậy làm cho mình thấy ủa cái người này bình thường, tự nhiên sao tự nhiên nay xuyên quai không biết đau, uống lần cả lít rượu, đó là gì, chỉ là tất cả là phương pháp để cho mình tin tưởng, để mình tin là có một cái thế giới khác, là như vậy thôi. Nam mô Di Đà Phật.